Sáng ngày mùng 2 tháng 12, đoàn công tác thường trực tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại miếu thờ Quốc mẫu Hoàng Bà và làng Mường Cổ, xóm Lý Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Bùi Đức Hinh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khánh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Lạng Sơn, Tân Lạc, Cao Phong. Tham gia cùng đoàn công tác về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị của huyện. Đoàn công tác thường trực tỉnh ủy đã thăm tháp hương tại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu thờ xóm Lý Ải, xã Phong Phú. Đây là nơi thờ quốc mẫu Hoàng bà Đinh Thị Đen và tăng vị tản viên sơn thánh ải lý ải lo vào ngày mùng tháng riêng âm lịch hàng năm lễ hội khai hạ mường vi được tổ chức gắn với nghi lễ thờ cúng tại miếu thờ nhằm tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu và còn là nơi để người dân trong vùng gặp gỡ giao lưu cố kết cộng đồng tại đây đồng chí bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tiến độ mở rộng diện tích quy hoạch miếu thờ thuộc dự án tôn tạo di sản văn hóa mường vi huyện tân lạc Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm làng Mường Cổ, xóm Lý Hải, xã Phong Phú. Đây là một trong 30 làng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là làng truyền thống tiêu biểu của dân tộc ít người và là xóm đại diện dân tộc Mường. Hiện xóm có hơn 200 hộ dân, trong đó có 69 hộ dân giữ được nếp nhà sàn truyền thống và có 4 hộ đủ điều kiện đăng ký kinh doanh du lịch homestay. Qua khảo sát nắm tình hình thực tế, đồng chí Nguyễn Phi Long, ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, đánh giá rất cao tiềm năng lợi thế về phong cảnh, rất đặc trưng của làng Mường Cổ Lý Hải. Đặc biệt gắn với không gian tổ chức lễ hội khai hạ Mường Bi và di si tích miếu thờ Quốc mẫu Hoàng Bà. Với những yếu tố đó, làng Mường Lý Hải rất phù hợp để đưa vào quy hoạch xây dựng không gian văn hóa Mường một cách sống động, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, vừa bảo tồn di si tích giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, vừa tạo sinh kế cho người dân thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng. Đồng chí đề nghị các ngành chức năng cần nghiên cứu khảo sát, đánh giá đúng thực trạng trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa một cách khoa học từng bước đầu tư có hiệu quả đồng chí giao sở văn hóa thể thao và du lịch kết hợp với các cơ quan trung ương các sở ngành địa phương xây dựng đề án không gian văn hóa mường tại xóm lý hải sát thực và thuyết phục báo cáo ban cán sự để báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất đối với địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong các tổng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ di tích phát huy giá trị văn hóa dân tộc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng